Hello, xin chào các cô các chú. Ngày hôm nay sẽ là một cái video toàn là em bé Coffee mà thôi. Hình như coi lại mấy video cũ á, mẹ của Bo cũng biết được rằng cả nhà mình đã đồng hành cùng em Coffee một thời gian rất là dài. Bây giờ mình sẽ cùng nhìn lại xem em ấy đã học được những kỹ năng gì mới nha. Công nhận là mỗi một em bé thì sẽ có một cái mốc phát triển khác nhau. Như anh cô Bo hồi xưa là phải mua cái ly xong có cái ống hút á để tập dùng ống hút. Còn bây giờ Coffee nó uống rột rẹt luôn cả nhà. Tuy nhiên là sau khi uống một thời gian thế nào cũng sẽ tìm cách để rút cái ống hút ra để cho nó chảy tùm lum tà la. Sao vậy hả? Tiếp theo sẽ là một kỹ năng chắc là do mẹ đã dạy cho tên em bé, chính là chụp hình. Cứ khi nào mà thấy đưa máy lên xong rồi bỏ cái filter vô là dĩ nhiên nè cả nhà, nhìn rất là chăm chú luôn nha. Trời ơi, lúc thì làm chiến binh, lúc thì làm tộc trưởng, dễ thương quá đi. Nếu mà ba mẹ cũng muốn tham gia cùng với mẹ của Bo thì đây là một cuộc thi ảnh của Future nha nha nha. Cả gia đình chỉ cần chụp hình với cái filter này và sẽ có cơ hội nhận được quà của mỗi tuần luôn, nào là bánh ăn dặm, sữa đêm và cả bột ăn dặm nữa. Cách thức tham gia mẹ của Bo sẽ để chi tiết ở dưới phần comment nhé. Ủa nhưng mà phần quà thì có cái gì hấp dẫn không ta? Bật mí là có nhiều món đồ hấp dẫn với mẹ bỉm sữa lắm luôn á. Nhưng mà mẹ của Bo cũng có một phần quà minh họa được gửi từ nhà sản xuất luôn nè, nhưng mà ít hơn của cả nhà, ghen tị quá đi à. Đầu tiên sẽ là ba cái hộp này, đây chính là sữa đêm á. Nghe có lạ không, sữa đêm là sao ta? Thế là cũng phải đi tìm hiểu thông tin. Không chỉ có sữa đêm đâu nha, mà còn có sữa ngày nữa. Đây là một cái loại sữa dinh dưỡng sẽ giúp cho em bé có nhiều năng lượng và sẽ ngủ sâu giấc hơn. Đặc biệt là còn có nhiều hương vị lắm, thí dụ như là lúa mạch nè, xong rồi việt quất, tùy theo những cái sở thích của em bé. Lúc mà mình ngủ là lúc cả cơ thể được nghỉ ngơi cũng như là hấp thụ những cái chất tốt nhất, cho nên là lúc đó mà mình bổ sung vào canxi thì sẽ giúp cho em bé cao lớn và khỏe mạnh hơn. Còn đây là pate gà tây dành cho anh chị từ 18 tháng trở lên, khi phết cùng với là sandwich thì cực kỳ ngon luôn đó. Cho nên là khi nào mà bắt đầu ăn dặm, các ba mẹ có thể tham khảo thử nhãn hàng này nhé. Kỹ năng tiếp theo mẹ em bé đã học được là không ăn vạ. Khi nào mà ngã thì sẽ tự phải đứng lên, không có ai dỗ dành trơn. Ban đầu thì còn khóc rất là to, về sau thì cũng đã biết tự đứng lên rồi nè cả nhà. Tại đó, cả nhà thấy cái chân bà cô đang vội vã đi gần lại không? Tính bế em bé lên nhưng mà mẹ không có cho. Đó, em cũng đâu có khóc đâu nè. 1, 2, 3 trượt một cái eo xuống, mặt mày hớn hở vui vẻ như chưa từng bao giờ bị ngã. Tiếp tục sau đó lại là một pha tiếp đất bằng mông đó, thấy chưa, mẹ đã bảo rồi, ai kêu con gỡ cái thanh chắn ra hả. Đó, biết bao nhiêu là kỹ năng có thể học được rất là đơn giản, nhưng mà trước khi đi ngủ vẫn còn gắt quạo ầm ĩ lên và rất là bám ba. Công nhận có hai em bé rồi nhưng mà mình vẫn không có hiểu cái chuyện này. Thí dụ buồn ngủ thì cứ nhắm mắt ngủ đi, mắc cái gì mà cứ phải la lối om sòm, phải không các cô các chú? Nhưng mà tên em bé này thì có một cái điểm xấu, đó là cực kỳ lười nói luôn. Lúc nào thích nói thì nói quá trời quá đất mà toàn tiếng hành tinh không à. Còn nếu mà lúc nào ba mẹ dạy thì nhất quyết không chịu mở miệng một tiếng nào. À, sẵn tiện lúc này cũng có nhắc đến sandwich thì có một cái món bánh này mà anh cô Bo rất là mê, nên là hôm nay mẹ cô Bo sẽ làm lại cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bây giờ đơn giản là mình sẽ bỏ hết những cái lát sandwich vào trong một cái máy xay nè, bỏ chung với là một chút xíu sữa, cái sữa nào mà em bé thích ăn đó. Sau đó là mình sẽ bật máy lên và quay cho thật là nhuyễn, cho đến khi nào mà mình thử thấy nó bắt đầu ẩm ẩm như thế này và có thể tạo hình thì mình sẽ bỏ nó vào trong một cái khuôn. Trong tủ thì vẫn còn có phô mai, thế là mình quyết định cắt nhỏ ra và cho vào trong nhân. Khi mà lát nữa mình bẻ đôi cái bánh ra thì phô mai nó sẽ chảy nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Cái khuôn mà để làm commento này thì hơi khó lấy ra một chút xíu, cả nhà nhớ lót ở bên dưới là một lớp bơ nha. Và còn khi lấy ra mình sẽ đập đều bốn cái góc á. Mình sẽ cho vào trong nồi chiên không dầu khoảng cỡ 5 phút thôi à. Và đây là kết quả. Gặp nóng cho nên cái phần phô mai nó chảy ra. Nếu mà mình thay vào mozzarella thì sẽ còn hấp dẫn hơn nữa đó. Chúc cả nhà thành công và hẹn gặp lại trong video kỳ sau nha.